Rồi, hello anh, chào tất cả mọi người. Hôm nay trong một ngày cuối tuần rảnh rỗi, mình đi qua trong khu tái định cư Suona Đề Di, Châu Đức. Thì trong những ngày hè ha, những ngày hè của năm 2023, thị trường đã đi qua gần hết hai quý rồi, hai quý của năm 2023 rồi, đến giữa năm rồi. Thì những cái thay đổi, những cái gì nó biến động trong cái giai đoạn này thì nó có nhiều biến động, nhiều cái thay đổi, nhất là thị trường. Hiện tại thị trường thì mọi thứ đều khó khăn. Quay thực tế xem những cái ngày mà cuối tuần nó có gì không. Tại sắp hầu đã hoàn thành rồi, giai đoạn 1 hoàn thành rồi. Đó, giai đoạn 2 thì cũng đang làm. Hiện tại thì giá thời điểm này đã giảm bình ổn rồi. Trong cái giai đoạn mà khủng hoảng kinh tế này, suy thoái kinh tế này, không xa, đất đai cũng đã giảm. Mình mua bán là nhu cầu thực cũng sẽ dễ hơn rất là nhiều. So với giá trị nó không còn ảo như trước đây nữa. Giá là về những người cần tiền, cần tiền người ta bán rất là rẻ. Ở đây là những quỹ đất mà thương mại, trường học, công viên, quanh này là trong căn hộ chung cư, những khu tập thể có đầy đủ tiện ích rồi trong tương lai. Nhưng mà thị trường phục hồi hay là khi mà có tín hiệu thì thị trường công nghiệp, việc làm, dịch vụ, mọi thứ tất cả thì rõ ràng ở nơi đây, nơi đất phát triển. Cuối tuần mình đi mình thấy còn rất là nhiều sức sống, xe tập lái, người qua lại ít nhiều cũng có, người dân cũng đã bắt đầu về xây. Rõ ràng khi mà mình đi mua đất mình cảm nhận khu vực một gì khác, có hơi người hay là những cái cảm giác á, mình nơi nào mình thích nơi đó. Chung sẽ bị ảnh hưởng. Mà trường bất sản Nam Đạt những nơi mà như cầu thật đó, nơi mà tương lai thì dòng người đổ về, nguồn vốn công việc làm là có thì chắc chắn bất sản sẽ phát triển thời gian thôi. Đây đường D6, đường mình đi là đường D14. Đây là một trong những tuyến đường mà trung tâm của dự án. Đây là nhà tái định cư người ta xây. Anh chị nào có nhu cầu mua bán ha, trong khu dân cư, khu tái định cư này thì liên hệ mình, liên hệ Tân. Số này là những vị trí rẻ, người ta cần bán thì mình sẽ nói với mọi người để mua, mình tham khảo đầu tư và mua mình xây nhà. Định cư là đặc điểm là khi mà có nhà người ta xây về nhiều thì tương lai sẽ người sẽ về nhiều đúng không? Hiện trạng nó vắng thì vẫn chăng trong cái giai đoạn mà đền bù giải tỏa mà. Có lối thoát hiểm, khu này khu là quy hoạch mới, diện tích mới vừa rồi mới được cấp sổ rồi. Dân nào đóng thế người ta muốn xây nhà được xây nhà, không thì người ta bán. Mình đi một vòng mọi người thấy không? Tiếng nghiệp thay đổi. Đặt bên kia là nhà dân rồi. Trong video này mình tăng quay ngắn mọi người xem ha. Ngày giữa năm 2023, khu tái định cư Suona Đề Di, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Mọi người nào có nhu cầu mua bán gửi gì đó thì liên hệ nhắn tin cho mình. Zalo mình để ở đây ha. Rồi, chúc anh chị một ngày tốt lành nhé. Mọi người video tiếp theo ha. Chào tất cả mọi người nhé.